tại sân Mỹ Đình. Chúng ta sẽ đến với những chia sẻ của anh Đức, cầu thủ đã ghi bàn duy nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Xin chúc mừng Đức đã ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết ngày hôm nay để mang về chiếc vô địch cho đội tuyển Việt Nam. Cảm xúc của Đức như thế nào vào lúc này? Không diễn tả được. Bây giờ không nói nên lời được. Nó rất là vui sướng. Khi là 10 năm rồi mình mới được vô trận chung kết và giành được cúp vô địch. Mình rất là vui. Đức có muốn nói một lời gì đó với người hâm mộ cả nước không, với người thân gia đình mình không? Nói chung là em thay mặt toàn tập thể cảm ơn người hâm mộ đã tới ủng hộ cho đội tuyển. Cũng có người hâm mộ ủng hộ thì anh em mới thi đấu hăng say và hết mình và cuối cùng giành được thắng lợi. Một lần nữa em xin thay mặt toàn đội cảm ơn tất cả các khán giả trên toàn khắp Việt Nam và toàn thế giới. Nói về trận đấu ngày hôm nay thì Đức có thể nói điều gì? Tuyệt vời. Tuyệt vời,